Hi, xin chào các bạn nhé. Ở trong video này mình hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái mẫu giao diện phòng khám đông y. Rồi, đầu tiên là phần tab 3. Cái thân trên cùng này gọi là tab 3 ha. Thì để mà chỉnh sửa cái phần tab 3 này, các bạn sẽ vào cho mình cái phần tùy biến. Rồi, sau đó các bạn vào cho mình cái phần header này. Rồi sau khi nhấp vào header thì nó sẽ hiện ra cái công cụ màu đen ở dưới này, nó tương ứng với cái phần ở trên này ha. Ở đây là cái phần logo, tương ứng đây là logo. Rồi đây là một cái phần HTML, đây, tương ứng cái này, và đây là button. Rồi đầu tiên là logo ha, các bạn nhấp vào logo đây, nhấp vào cái hình bánh răng này, sau đó nó hiện ra cái phần như vậy. Thì các bạn sẽ tới cho mình cái phần logo email, các bạn có thể chọn một cái logo khác ha. Các bạn nhấn vào select email, rồi sau đó chọn tập tin lên, các bạn sẽ chọn logo và tải lên nhé. Rồi ở dưới này nó sẽ có cái phần biểu tượng size. Biểu tượng size là cái phần nhỏ nhỏ trên này này đây. Thì các bạn cũng nhấn vào thay đổi ha và tải lên thôi. Rồi tiếp theo là phần test ở đây. Phần test ở đây các bạn nhấn vào HTML này, HTML3. Rồi sau đó bạn chỉnh sửa nhé. Đây các bạn kéo tới bên đây các bạn chỉnh sửa. Các bạn thấy ở đây đang ghi là phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Phúc An Thường. Vậy thì bạn sẽ chỉnh sửa test nhé. Đây nhấn... Và các bạn chỉ sửa test thôi, không có chỉnh sửa cái phần code nhé. Cái này là code này. Đoạn này là code này. Đây là code này. Còn cái phần là test, các bạn chỉ chỉnh sửa cái phần test này thôi. Rồi tiếp theo là phần button, các bạn nhấn vào button ở đây thì nó sẽ hiện ra cái phần test này, các bạn chỉnh sửa test này ha. Dù sau khi các bạn chỉnh sửa xong nó sẽ có nút đăng nhé, các bạn phải đăng lên thì nó mới lưu lại ha. Rồi thì đó là phần tab 3, mình sẽ tắt nó đi. Rồi tiếp theo là cái phần menu ở đây. Menu ở đây thì nó gọi là phần header. Các bạn cũng vào cái phần tùy biến này. Rồi sau đó bạn chọn cho mình header. Ở cái phần header này thì bạn sẽ chọn cho mình là header bottom nhé. Thì ở trong này các bạn sẽ thay được màu sắc của cái nền ở đây. Đây hiện tại nó đang để là màu xanh lục ha. Thì bạn chọn màu khác, các bạn có thể thích chọn những màu ở đây. Các bạn thích màu này các bạn chọn nhé. Rồi tiếp theo cái phần nav hay này, các bạn có thể kéo lên kéo xuống thì nó sẽ giãn cái thân này ra kiểu như vậy ha. Rồi uppercase này có nghĩa là cái chữ này các bạn muốn để là in thường hay in hoa. Ví dụ như các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ là in thường nhé. Bật cái này lên là in hoa. Rồi nav color có nghĩa là màu sắc của cái chữ ở đây. Còn nav color hover có nghĩa là khi mà rê chuột vào đây này thì nó hiện ra màu gì. Thì hiện tại nó đang là màu vàng ha. Các bạn không thích thì bạn chọn màu khác. Đây, không thích thì chọn màu xanh chẳng hạn. Thì khi mà rê chuột vào nó sẽ có màu xanh. Rồi thì đó là cái phần này, header button, thay đổi màu sắc. Rồi sau khi chỉnh sửa xong các bạn nhấn vào đăng nhé. Còn đây mình sẽ thoát ra. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt bỏ hoặc là thêm hoặc là chỉnh sửa các cái danh mục ở đây. Như vậy là các bạn đã xong cái phần ở trên, phần header. Tiếp theo là cái phần ở giữa ha. Ở giữa này từ cái đoạn banner xuống, từ cái đoạn banner xuống cái đoạn liên hệ này thì ở đây là một cái trang, thì các bạn sẽ vào sửa trang nhé. Cái phần này gọi là phần body, thì để mà chỉnh sửa cái trang này các bạn nhấn vào sửa trang, rê chuột vào sửa trang, chọn edit with border. Rồi thì ở đây các bạn muốn chỉnh sửa phần nào thì các bạn cứ nhấp vào thôi. Ở bên này là các cái
công cụ ha, cái bố cục của nó. Còn bên này là cái phần hiển thị. Thì ví dụ như các bạn muốn thay đổi banner đi, thì bạn nhấp vào banner này, nhấp vào in này luôn. Thì ở đây đang để ba cái banner. Banner 1, hình 1, hình 2, hình 3. Đấy, thì các bạn muốn thay đổi hình nào á thì các bạn cứ nhấp vào hình đó nhé. Ví dụ nhấp vào hình này, các bạn muốn thay đổi hình này thì nhấn vào hình này. Sau đó nó hiện ra cái phần khi hình bấm răng, email có hình bấm răng này. Thì các bạn nhấp vào đây, chọn option. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn bên này, nó cũng giống nhau thôi. Chọn hình bấm răng, sau đó nhấn option. Rồi sau đó các bạn nhấn vào change media. Rồi các bạn chọn tập tin và tải lên nhé. Tải hình lên á. Hình này cũng tương tự ha, các bạn nhấp vào, sau đó các bạn nhấn vào bấm răng ở đây. Hoặc là ở đây cũng được ha, nó sẽ theo thứ tự này. Hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba. Đó, nó sẽ nhảy theo tương tự ha. Và các bạn cũng có thể thay đổi thứ tự nhé. Ví dụ như cái hình thứ ba này đi, các bạn muốn đem lên là hình đầu tiên, các bạn kéo lên. Kéo này lên. Kéo khi nào mà nó có cái thân ngang này. Đấy. Thì cái này nó sẽ lên trên cùng ha. Hình này nó sẽ lên đầu tiên. Rồi kéo về lại. Rồi thì đó là phần banner. Cái này các bạn có thể nhấn thu gọn nó lại nhé. Đây, slider đầu tiên. Trong slider thì nó sẽ có ba cái hình. Cái này kiểu như là cái mục cha, có cái này là mục con á. Đấy, mở nó ra hoặc là tắt nó đi, thu gọn nó lại. Rồi đó là phần đầu tiên. Tiếp theo section thứ hai này, các bạn có thể nhấp vào section thứ hai đây thì nó sẽ nhảy tới đây. Hoặc ví dụ các bạn cũng có thể kéo chuột tới, rê chuột tới ha. Đây, các bạn muốn chỉnh sửa phần nào thì cứ nhấp chuột vào thôi. Ví dụ các bạn muốn chỉnh sửa phần giới thiệu này thì nhấp vào cái phần giới thiệu. Cái phần giới thiệu này nó nằm trong cái section 2. Thì nói chung là các bạn cứ nhấp chuột vào cái phần nào các bạn muốn chỉnh sửa. Đây, các bạn muốn chỉnh sửa gì thì ghi vào đây. Đấy, giới thiệu phòng khám chẳng hạn, sau đó nhấn OK. Rồi nhấn Apply và nhấn Update nhé. Nhấn Apply, nhấn Update thì nó mới lưu lại ha. Các bạn chỉ chỉnh sửa mà các bạn không Update thì nó không lưu nhé. Rồi, tiếp theo hình này cũng tương tự thôi, các bạn cứ nhấp vào và nhấn vào thay đổi ha. Đây, nó có cái trên là thay đổi thôi. Cái này cũng vậy thôi, các bạn nhấp chuột vào sau đó sửa lại test. Đây, sửa lại test cho mình ha. Viết lại thôi. Rồi, đi tìm hiểu thêm này là một cái button thì các bạn nhấp vào. Các bạn có thể chỉnh sửa lại cái này. Ở đây nó để chữ thường ha, các bạn có thể để chữ in hoa. Rồi, tiếp theo tương tự thôi. Và các bạn muốn chỉnh sửa đâu thì cứ nhấp vào ha. Nhấp vào dịch vụ của tôi, chỉnh sửa lại test này. Các bạn cũng có thể chỉnh màu cho nó ha. Bôi đen, sau đó chọn màu sắc này, màu chữ văn bản này. Đây, chọn màu đỏ này. Rồi, kích cỡ chữ này. Đây. Sau đó các bạn nhấn OK, rồi nhấn Apply, nhấn Update nhé. Ở đây mình sẽ nhấn Cancel. Rồi, tương tự như vậy. Cái này là các cái hình ảnh kèm test thôi, thì bạn nhấp vào. Đây, muốn sửa hình ảnh thì nhấn Change Media, nhấp vào, nhấn Change Media. Rồi muốn sửa test thì nhấp đôi vào test, rồi chỉnh sửa chữ ở đây. Rồi, tương tự cái này cũng vậy ha. Nhấp vào chỉnh sửa thôi nhé. Này cũng vậy. Cái này là gallery. Gallery có nghĩa là một cái thư mục thư viện ảnh á. Thì các bạn nhấp vào phần gallery này, nó hiện bấm răng, các bạn có thể nhấp vào đây, chọn option. Đấy, hoặc là các bạn có thể nhấn vào, khi các bạn nhấn vào thì nó cũng hiện ra option ở đây rồi. Thì các bạn nhấn vào Edit Gallery. Đấy, thì ở đây đã đang tải lên một số cái hình này. Thì các bạn không thích hình nào các bạn tắt đi, nhấn vào dấu nhân để tắt. Hoặc các bạn có thể nhấn vào thêm bộ sưu tập. Thêm vào bộ sưu tập, sau đó các bạn tải hình lên ha. Rồi, bệnh nhân nói gì về chúng tôi thì cũng tương tự thôi, các bạn nhấp chuột vào chỉnh sửa. Mấy cái hình này cũng tương tự, các bạn muốn chỉnh sửa gì cứ nhấp vào thôi. Nhấn đúc vào nhé, nhấn đúc con chuột vào. Cứ nhấn vào khi nào nó hiện ra cái test là được ha. Hiện ra cái phần mà các bạn có thể chỉnh sửa là được. Rồi, chia sẻ kiến thức.
Cái này là test các bạn chỉnh sửa nhé. Ở đây có phần blogspot. Blogspot này á, có nghĩa là các cái bài viết các bạn muốn thêm vào. Khi bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện ra hình bên trong, các bạn nhấn option. Đấy, thì nó sẽ hiện ra thanh này. Ở cái phần này các bạn có thể chọn những cái bài viết các bạn muốn đưa ra. Để mà chọn những bài viết các bạn muốn đưa ra thì bạn sẽ vào cho mình cái phần bài viết này. Ở đây nó sẽ có phần custom post và category. Custom post có nghĩa là các bạn sẽ chọn một cái bài viết cụ thể nào đó. Ví dụ mình chọn một cái bài viết cụ thể này đi. Đấy, thì nó sẽ hiện ra những cái bài viết mà các bạn lựa chọn. Đấy. Còn trường hợp các bạn muốn để một cái danh mục nào đó luôn á, một cái chuyên mục bài viết nào đó luôn á, thì bạn tắt những cái này đi. Tắt những cái bài viết này đi. Thì nó sẽ có phần category này. Nó sẽ có những cái chuyên mục các bạn có thể lựa chọn. Các bạn nhấp vào lựa chọn các chuyên mục các bạn muốn để vào. Kiến thức bệnh lý, nha khoa. Do là trong nha khoa không có bài viết nào nên nó không hiện ra nhé. Các bạn có thể để nhiều chuyên mục trong một cái phần này. Rồi mình chọn lại kiến thức bệnh lý đi. Rồi tắt hai này đi. Cái này là chuyên mục ha, chuyên mục bài viết. Khi bạn tạo chuyên mục ở trong này, ở trong cái này, sau đó các bạn đưa ra, thì khi bạn lựa chọn này, khi bạn nhân vào thì nó sẽ có tên chuyên mục các bạn lựa chọn. Rồi, thì đó là phần blog. Tiếp theo là phần đăng ký tư vấn này. Những cái test thì bạn cứ nhấp vào nhé. Rồi, cái này cũng là test. Nhấp vào. Còn cái này là một cái button thì bạn nhấp vào. Sau đó ở đây nó sẽ có phần để các bạn chỉnh sửa điện thoại này. Các bạn điền số điện thoại các bạn vào đây. Rồi, cái này cũng là test thôi. Còn cái này là hình ảnh ha, các bạn nhấp vào rồi thay hình ảnh nhé. Rồi, thì ở đây các bạn có thể mình thu gọn những cái này lại. Những cái vị trí, những cái section ở đây này. Đây, các bạn có thể thay đổi thứ tự cho nó ha. Ví dụ như cái phần chia sẻ kiến thức này nó đang ở trên cái phần là đăng ký tư vấn đúng không? Thì mình sẽ kéo nó xuống ha. Ví dụ mình cho cái phần chia sẻ kiến thức này xuống dưới cùng này. Đấy, thì nó sẽ nằm dưới cùng này. Rồi các bạn có thể thay đổi thứ tự của các section ở đây. Còn các bạn muốn xóa một cái section nào đó ha. Ví dụ như các bạn không thích cái phần section là chia sẻ kiến thức này đi. Thì các bạn sẽ chọn cái section đó nhé. Nhớ là chọn đúng nhé. Đây. Chọn đúng này. Sau đó đây nó sẽ có phần bên trong. Các bạn không thích thì nhấn delete đi. Đây. Thì nó sẽ mất đi phần này. Rồi sau khi chỉnh sửa xong các bạn nhấn update nhé. Ở đây mình sẽ thoát ra. Thì đó là cái phần body. Tiếp theo là phần chân trang. Phần chân trang này thì bạn kéo xuống dưới cùng, ở đây nó sẽ có phần là UX Builder nhé. Các bạn cứ rê chuột tới này. Nó sẽ có phần UX Builder, các bạn nhấp vào. Các bạn có thể chỉnh sửa ngoài này hoặc ở trong này cũng có này. Ở trong cái phần UX Blog này nó cũng có cái phần footer nhé. Các bạn có thể vào đây cũng được. Đây, nó hiện ra phần này để bạn chỉnh sửa. Thì tốt nhất là các bạn nên vào trong này cho nó dễ ha. Vào with blog này. Vào đây chọn edit with builder. Còn nhấn ngoài kia thì nó hiện luôn cả trang chủ. Rồi, sau khi vào đây thì bạn chỉnh sửa thôi. Cứ nhấp vào chỉnh sửa nhé. Đây chỉ là những cái test thôi. Đây, chỉnh sửa những phần này đi. Đây là những cái link này thì các bạn nhấp vào này. Khi mà nhấp vào những cái link này thì nó sẽ hiện ra test này. Đấy, và các bạn muốn liên kết những cái link này tới đâu thì các bạn sẽ lựa chọn. Ví dụ như các bạn muốn liên kết tới những cái chuyên mục về cơ sở y tế thì chọn ha. Hoặc liên kết tới một cái bài viết cụ thể nào đó thì chọn một cái bài viết nào đó ha.
Thì có nghĩa là khi mà khách hàng nhấp vào cái chữ chuyên gia bác sĩ này, nó sẽ tới cái phần, tới cái bài viết là điểm thống hoàn này. Hoặc các bạn muốn là khi mà nhấp vào cái phần giới thiệu này đi. Mà nó nhảy ra ở cái phần trang này, trang giới thiệu này, thì các bạn copy đường link của trang này, sau đó các bạn dán vào đây, dán vào liên kết này, sau đó nhấn apply, nhấn update. Thì khi mà các bạn nhấn vào giới thiệu, nó sẽ nhảy ra cái trang giới thiệu này. Rồi còn cái này là test thôi, có nhấp vào chỉnh sửa. Còn cái phần kết nối chúng tôi qua những cái icon ở đây thì bạn nhấp vào, sau đó bạn chỉnh sửa đường link của các bạn ha. Đây, chỉnh sửa này, ví dụ như các bạn muốn chỉnh sửa link Facebook đúng không, thì các bạn tìm tới cái phần là từ HTTP này cho tới cái ở giữa hai cái dấu nháy này nhé, bạn thay cái đường link Facebook các bạn vào. Vậy tương tự như vậy, đây là cái đường link YouTube. Đây, link YouTube. Đây, nó chỉ tới cái phần này thôi, giữa dấu nháy này. Từ cái phần href bằng dấu nháy thì bạn thay link vào đây. Nhưng mà mình nghĩ cái này cũng không cần thiết đâu. Thì nếu các bạn không thích, các bạn có thể xóa đi. Tại vì trên website các bạn có rất là nhiều cái phần liên kết rồi, phần liên hệ rồi. Thì nếu các bạn không thích thì bạn có thể nhấp vào rồi nhấn vào hình bên răng rồi nhấn vào delete đi ha. Thì đó là phần phần chân trang. Chân trang thì vào in blog rồi chọn footer, edit with footer nhé. Tiếp theo là cái phần các cái nút ở đây. Để chỉnh sửa các nút ở đây thì bạn sẽ vào trong cái phần quản trị rồi tới cái phần giao diện. Ở đây nó sẽ có phần là contact button này. Đấy thì bạn muốn chỉnh sửa số hotline rồi số Zalo rồi link Facebook thì bạn chỉnh sửa đây, sau đó nhấn update nhé. Rồi tiếp theo là cái phần thêm hoặc bớt các cái danh mục ở đây. Thì đây là mình đã tạo sẵn một số cái danh mục chuyên mục rồi. Đấy, các bạn không thích thì bạn có thể bỏ nó đi ha. Để bỏ những cái chuyên mục này đi thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần quản trị WordPress, rồi tới cho mình cái phần giao diện này. Đây, trong cái phần giao diện nó sẽ có phần menu, bạn nhấn vào. Rồi thì ở trong này các bạn thêm những cái chuyên mục, những cái trang nào vào thì ở ngoài này nó sẽ hiện ra như vậy ha. Ví dụ như đầu tiên là trang chủ giới thiệu sản phẩm dịch vụ này thì tương ứng như vậy ha. Và trong cái phần dịch vụ nó sẽ có những cái phần như là danh mục con điều trị tại nhà. Đây thì trường hợp các bạn không thích những cái danh mục này thì bạn xóa đi. Ví dụ các bạn không thích mục video này thì các bạn xóa nó đi ha. Nhưng mà xóa bỏ này, sau đó lưu lại. Thì ngoài này nó sẽ mất đi phần video. Rồi trường hợp các bạn muốn thêm một cái danh mục, một cái chuyên mục nào đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần bài viết này, chọn chuyên mục. Ví dụ mình thêm một cái chuyên mục vào menu đi, mình thêm chuyên mục là mình ghi là test thôi nhé, sau đó nhấn vào thêm chuyên mục này. Rồi sau đó bạn vào cho mình cái phần giao diện, chọn menu. Các bạn sẽ tới cho mình cái phần chuyên mục ở đây. Hồi nãy các bạn tạo chuyên mục thì các bạn sẽ vào chuyên mục ha. Các bạn sẽ chọn cái chuyên mục vừa tạo nhé, nhấn vào xem tất cả này. Rồi các bạn sẽ chọn test này, rồi nhấn vào thêm menu. Thì nó sẽ ra một danh mục ở đây, các bạn nhấn vào luôn. Sau đó các bạn log lại. Thì nó sẽ có một cái chuyên mục test ở đây. Đó. Ví dụ như trường hợp các bạn muốn để cái test này nằm trong cái mục liên hệ ha, thì bạn kéo nó vào. Đây, ví dụ như test này đã đang để là danh mục cha đi, các bạn muốn để danh mục con trong phần liên hệ thì kéo này. Đấy, sau đó nhấn vào lưu, sau đó lắp lại này, thì trong liên hệ nó sẽ có phần test này. Hoặc là các bạn có thể thay đổi thứ tự ha, ví dụ như bạn muốn để cái test này lên trên này thì
Đấy, thì tên nó sẽ nằm ở trên liên hệ. Rồi, còn mình sẽ xóa nó đi, nhấn vào bên này. Rồi còn viết bài thì các bạn sẽ vào cái phần bài viết này, chọn viết bài này. Rồi thêm tiêu đề, thêm nội dung. Ở bên này các bạn sẽ chọn cho nó một chuyên mục các bạn muốn thêm vào. Đây là một số chuyên mục có sẵn rồi, còn các bạn không thích, còn các bạn không có những chuyên mục này, các bạn muốn thêm chuyên mục thì cứ nhấn vào thêm chuyên mục đây. Thêm ở đây hoặc là thêm ở cái phần này ha. Mình là test. Đấy, sau đó mình chọn chuyên mục là bảng giá điều trị đi. Nhấn vào đăng này. Rồi, sau đó vào đây. Vào bảng giá điều trị. Nó sẽ có cái bài test ha. Mình sẽ xóa nó đi nhé. Nhấn vào thùng rác. Rồi thì đó là cái phần hướng dẫn chỉnh sửa cái mẫu giao diện phòng khám đông y.